Sau đây là trận đấu giữa Gara và Rock Lee Tiến lên Xin được chị giáo nhé Đây là tiệt chiêu của ta Khách nôi thân trưởng Với cái mùi hôi nách được bao phủ toàn thân thể này sẽ giúp ta tăng lên tốc độ và sức tấn công cực mạnh Đây là kết quả của việc 3 năm không tắm Mùi hôi thật kinh khủng Thúi nữa đi, thúi nữa lên Tôi đánh không những đau mà còn cúi thôi chứ Xì hơi nè Xì hơi tiếp Xì hơi liên hoàn Liên hoàn xì hơi Mít đốc thần trưởng Chết đi Tên khủng kiếp ta sẽ giết người Không phải vì người đánh ta mà vì Người quá hôi Người không nên tồn tại trên thế giới này nữa Dừng lại đi Tại sao lại chẳng ta giết hắn Nếu muốn giết hắn ta Thì hãy đối đầu với tôi Một thành viên của shop cày game giá rẻ chấm cơm Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với Quý Trần Gamer, Youtuber Mượn Ảt số 1 Việt Nam Hôm nay cũng lại mượn Ảt nữa Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái cách này. Ta tôi đang ở trong Thơ si. Cái chỗ này các bạn bật Haki quan sát là các bạn sẽ thấy cái con này nè. Tranh in này nè. Cái con này 1 ngàn, lấy với 1 500. Và chúng ta có thể nhận nhiệm vụ ở đây nha. Nhiệm vụ ở đây á, thì nó sẽ nói là cái con này á. Nó nó sẽ hồi nó sẽ hồi máu trong vòng 2 giây. Bây giờ tôi đã nhận nhiệm vụ rồi thì tôi không nhận được nữa. Có khả năng là sẽ phải tốn một thời gian hay sao á. Đây nè, ơi bạn có muốn kiểm tra sức mạnh hay không? cái này chỉ nhận được một lần một tiếng thôi nhiệm vụ này nhận được nó khá là nhiều tiền và kinh nghiệm các bạn lên level ngon lắm nhưng mà cái đó không phải là cái tất cả đây là nhiệm vụ này nhận được một tiếng và một lần thôi nhưng mà quan trọng là cái con này đeo mặt nạ này lên ha cái con dummy mi này anh em nó nó sẽ hai giây nếu mà mình không đánh hai giây thì nó sẽ nó sẽ hồi máu lại nha tuy nhiên đánh nó cũng không có khó lắm đâu Chúng ta chỉ cần combo làm sao cho nó khéo là được nha. Mình chỉ lập team mình đi mình spam skill hay là mình làm gì đủ mọi thứ á là mình đánh. Nếu mà đủ đam á thì mình sẽ được 200 phát man. Tôi sẽ biểu diễn solo combo đập chết con quái này nha. Bạn nào có tái băng á thì solo dễ rồi. Bây giờ tôi chỉ có hai cái này thôi đó. vô Chém kiếm này nè, đó rồi bắn này ra nè. Nó bị dính đốt lửa thì nó sẽ bị mất máu thôi. Đó, đánh từ từ thôi đánh từ từ thôi rồi quay lại chiêu số 4 nè mày thả bưởi chết dịch nó chạy nhanh dữ vậy <laughs> ơi nó, 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 hồi lại rồi nó hồi máu lại rồi nó hồi máu lại, lại rồi nó hồi tiếp rồi ôi không sống. tức là chỉ cần combo các bạn các bạn combo xịn là ok con gì <laughs> nó lại full máu nữa rồi <laughs> chỉ cần chỉ cần các bạn biết combo là được à, bây giờ tôi sẽ combo tay bằng để anh rồi để anh đừng có phá đi à đã là để anh đây bây giờ tôi sẽ combo uh, uh, Superhuman super human với tay mắt ma nha tay mắt ma nó bạn này không có năng đam bà rách không có nâng đam tay mắt ma nhưng mà không sao hết tôi chỉ dùng để um, tôi câu giờ thôi chứ không phải dùng để đánh đó đó tôi sẽ bắn bắt ma nha what vô mày hả bưởi mày hả bưởi mày hả bưởi bưởi hả bưởi đây, à, bây giờ chúng ta đã... tôi biết rồi tôi biết rồi bây giờ tôi <laughs> tôi sẽ combo lại cho anh em ra cái chỗ này <laughs> cái giỏ này nó hơi căng cái vụ combo thôi rồi à, tôi sẽ sử dụng đầu tiên là kiếm hải quân đánh một phát ấy kiếm ren cư sau đó super human sau đó super human sau đó super human sau đó kiếm công cụ sau đó đi chép chép nó lại hồi máu rồi <laughs> <laughs> lại lại bây giờ tôi sẽ thử lại là um, super human tôi làm trước nha anh em <laughs> thử thử lại um, Superhuman Human à, Đó rồi Super Human Super Human Ren Goku Goku Đánh tay đôi Đánh tay đôi đến khi đủ thì Super Human Ren Goku Goku Chép khô máu khô máu khô máu Khô máu Khô máu Ô oh yeah được rồi <laughs> Mà sao nó không được ta Để tôi solo lại nha Mấy ông này đánh hay sao á Để anh solo <laughs> để anh solo vẫn chưa có được phát manh nha chữ ép đó là vẫn chưa được anh em tôi sẽ làm lại nha um, một phát nữa nè anh em tôi sẽ phải combo combo này ha um, đầu tiên sẽ là super human super human super human rengoku rengoku rồi super human Bà vô chém chép chép không luôn. Chém không luôn. Đó, ok tôi đã combo được nó rồi anh em. <laughs> chúng ta nhận vụ nhận nhiệm vụ chúng ta sẽ được 200 f nha và được khá nhiều kinh nghiệm. Nhưng mà có lẽ là chúng ta đánh hơi khó và tôi sẽ thử lại một lần cho anh em coi nè. Superhuman tước hay làm cư gì cũng được, tôi đã thuần thục kỹ năng rồi anh Super Superhuman nè. Superhuman, Superhuman nè rengo cư đâu mất tiêu rồi <laughs> kỳ quá vậy lại lại nè tôi tôi đã thần thục được kỹ năng này rồi với ông này cứ dắt mấy con này chạy tùm lum hết để cho anh đã là để anh để anh à. đầu tiên tôi sẽ sử dụng c của superhuman bắn nó ra dồn nó vô What? đi đâu rồi Thôi đợi lại lại bây giờ tôi sẽ tôi đã thần thục kỹ năng rồi nè rồi cho nó cho nó đánh chém gì kệ đi ha rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lại combo một trăm phần trăm được ơ game đầu tiên chúng ta sẽ canh cái góc hẹp đó góc hẹp nha rồi tôi sẽ bắn nó vô bên trong bắn nó vô bên trong cái quát bắn vô bên trong rồi sao nó bay ra bên ngoài <laughs> ừ, không được không được lại um, chúng ta sẽ canh bắn nó vô bên trong vậy chứ để nó để nó ra bên ngoài vậy là không ổn rồi đây tôi sẽ thụp nó vô bên trong một phát nha rồi tôi sẽ bụp nè rồi lỡ rồi đập luôn Rồi một phát nè Một phát nữa nè Có cái, cái skill của Ren này ổn đó nè Cái con Rangu, cái, cái, kiếm Ren cương này nó đốt Cho nên là chúng ta xài nó nó ngon Ok con dê hơn Bật Haki lên Ờ à, Không không tôi bị đánh chết luôn rồi À, nói chung là cái con đó là cái con combo đó Cho <laughs> tôi combo nó vẫn không được nha Nếu mà cái con đó là triệu hồi bậc thầy combo <laughs> Tôi bị mất bounty luôn rồi Chứ không không những là không combo được mà còn mất bounty nữa Bạn nào muốn combo thì hãy kiếm em ấy nha uh, Combo làm sao mà nó đai đó Nhiều bạn biết combo là vô đập là nó ngon lắm ở à, tôi combo được sơ sơ Đánh được một vài phát rồi đó anh em Thôi thôi bye bye nha video này hôm nay nhanh gọn ngắn thôi để thử tài combo thôi nhưng mà là đánh không thắng. <laughs> Rồi bye bye hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.